trở lại với ST Kids TV. Và ngày hôm nay chúng ST sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình một chú người nhện Spider-Man. Để tạo hình được chú Spider-Man, chúng ta cần có 3 quả bóng màu đỏ, 1 quả bóng màu xanh và 1 quả bóng màu đỏ để thổi làm cái đầu của Spider-Man. Các bạn nhé. Chúng ta bắt đầu. Đầu tiên chúng ta thổi quả bóng màu đỏ lên khoảng nửa quả. Ở đây ta tạo hai cái khóa, mỗi khóa khoảng 2 ngón tay. Ok. Tiếp theo chúng ta tạo một đoạn khoảng 5 ngón tay. Và một cái khóa 2 ngón tay. Tiếp theo ta tạo một đoạn khoảng 4 ngón tay. Và một cái khóa 2 ngón tay. Tiếp tục, ở đây chúng ta tạo một đoạn khoảng 6 ngón tay. Một khóa và 2 ngón tay. Bên này, cân đối với bên này, làm cánh tay bên phải cân đối với nhau các bạn nhé. Ở đây, một đoạn 4 ngón tay. Ở đây, một đoạn 5 ngón tay. Và hai cái khóa các bạn nhé. Tiếp tục, chúng ta thổi quả bóng màu xanh dương lên khoảng nửa quả bóng các bạn nhé. Rồi, chúng ta sẽ cột phần này vào cái khóa này. Đây, ta tạo một đoạn tương tự cái này, 4 ngón tay. Cột đây. Tiếp theo, ta tạo một đoạn khoảng 7 ngón tay. Một đoạn 7 ngón tay. Và đây, tiếp tục ta vặn thêm một đoạn khoảng 4 ngón tay. Và ở đây ta tạo hai khóa, mỗi khóa 2 ngón tay. 1 2. Ở đây này bằng nhau các bạn nhé. Ta xoắn chung à. Cái này chút xíu chúng ta sẽ xoắn lại, chúng ta tạo khóa sau các bạn nhé. Tiếp tục. Ở đây cũng bằng 4 ngón tay. Bằng bên này. Và hai khóa, mỗi khóa 2 ngón tay. Tương tự. Rồi. Ta quấn chung lại. Ở đây ta lấy đoạn này bằng đoạn này. Này, 4 ngón tay. Quấn vào đây. Như là chúng ta xì hơi nha. Rồi, cột vào và giấu cái môi đi. Ở đây, chúng ta bắt đầu tạo khóa. Mất lại. Quấn chung lại. Và tạo khóa. Ok, bên này tương tự. Tiếp theo chúng ta thổi quả bóng màu đỏ lên khoảng nửa quả bóng. Cột phần tai bóng đây vào đây. Chúng ta tạo một quả nho 2 ngón tay. Tiếp tục
một quả nho to hơn một chút xíu, to hơn khoảng 2 ô rưỡi. Ở đây vào tầm bao này. Đây, nhỏ to, to to dần các bạn nhé. Ở đây chúng ta cũng tạo một đoạn khoảng 5 ống tay. Chúng ta cũng tạo một đoạn 3 ống tay. Đây 3 ống tay. Và một đoạn tương tự bên này 2 ống rưỡi. Và 2 ống tay. Một chung là thôi nhé. Đến phần này chúng ta tạo 6 mũi cho Spiderman. Chúng ta bóp phần trên này, bóp chung lại. Và chúng ta lăn, lăn bên này. Lăn các bạn nhé. Rồi, chúng ta lăn thêm vào nữa. Mũi xong, chúng ta đã tạo mũi cho Spider-Man xong. Quả bóng đỏ này chúng ta cũng thổi khoảng đầu quả bóng các bạn nhé. Đây, quả bóng này chúng ta sẽ cột vào đây. Đây chúng ta tạo một đoạn khoảng tầm 7 ngón tay. Chúng ta tạo một vòng tròn khoảng tầm 3 ngón tay. Một cái khóa 2 ngón tay. Tiếp theo chúng ta làm một đoạn khoảng 3 ngón tay. Một vòng tròn 3 ngón tay. Đây là hai bàn chân của Spider-Man các bạn nhé, làm cho đều nhau. Ở đây thêm một khóa hai ngón tay. Ta đo hai cẳng chân này bằng nhau. Đó, ta cột vô cái đùi bên này. Đến đây chúng ta tạo một đoạn khoảng 4 ngón tay. Chúng ta quấn vô đây. Bên này tương tự một đoạn 4 ngón tay. Ta quấn vô đây. Phần dưới này chúng ta xì hơi các bạn nha. Các bạn đừng ngắt bỏ, xì hơi. Để chúng ta có một đoạn dây. Và chúng ta chỉnh hai cái xanh, hai đường xanh đối diện với nhau. Sau đó dùng dây bên này ta cột qua bên này. Bây giờ ta sẽ đưa cái cẳng chân này vô cái đùi. Chỉnh sửa lại chút xíu này nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm thắt lưng cho Spider-Man. Đây ta làm một quả nho khoảng 2 ngón tay. Tạo hai cái khóa khoảng 1 ngón rưỡi. Hai khóa nhỏ 1 ngón rưỡi. Một khóa. Hai khóa. Đến đây chúng ta bóp mềm. Chúng ta bóp chuyển hơi cho mềm. Để mục đích là làm cho quả bóng nó nhỏ hơn một chút xíu để làm cái thắt lưng. Nhìn cho nó cân đối các bạn nhé. Đây chúng ta vòng. Vòng ra đằng sau. Tới đây, tới đây. Chúng ta cột lại. Lưu ý khi chúng ta cột lại chúng ta không để bị lệch. Lên thế này chúng ta hãy kéo vào phía giữa. Rồi chúng ta sẽ cột.
bây giờ chúng ta chỉnh sửa nhé. Phần thân của Spider-Man chúng ta đã hoàn thành. Tiếp tục, ta sử dụng quả bóng tròn màu đỏ. Chúng ta thổi lên để làm cái đầu. Quả bóng tròn màu đỏ này, chúng ta thổi sao cho cân đối với cái người của Spider-Man các bạn nhé. Chúng ta luồn vô đây. Tay còn lại chúng ta cầm cái bao bóng và chúng ta luồn qua khe này, kéo vô chính giữa đây và chúng ta đưa làn sau. Rồi, thả ra, đã chắc chắn rồi các bạn nhé. Đây là cái đầu Spider-Man in sẵn cái mặt các bạn nhé. Nếu các bạn không có bóng in sẵn này, ví dụ như thế này, thì chúng ta có thể dùng bút lông vẽ. Tùy theo cái khả năng mỹ thuật của mình, chúng ta vẽ sao cho giống. Ở đây, chú hề ST sử dụng bóng đã in sẵn nên phải bóp cái đầu để cho giãn. Phần sau này, chúng ta có thể ghép bỏ hoặc là chúng ta dùng để cầm cho tiện các bạn nhé. Đây không phải là cái đuôi của Spider-Man nhé, đây là phần dư chúng ta tận dụng để cầm hoặc chúng ta có thể ngắt bỏ. Ok, đây ngắt bỏ. Vậy là chúng ta đã hoàn thành nhân vật Spider-Man người nhện. Các bạn thấy video này hay và hữu ích, các bạn hãy ủng hộ chú Hề bằng cách like, share và đăng ký kênh. Đặc biệt đừng quên nhấn thêm nút biểu tượng cái chuông để nhận thông báo khi chú Hề ST có video mới nhất các bạn nhé. Chú Hề ST làm được, chắc chắn các bạn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.